đây là quay từ sân Safecoville. Thật sự ra là tôi rất ngạc nhiên về cái cách làm đường xa lộ của Mỹ. Hầu hết thấy trước mắt là họ dùng gỗ để đóng phòng. Quay lại những hình ảnh này để sau khi nó hoàn thành, quay trở lại sẽ thấy sự sai biệt của nó. Cuối tuần sau sẽ quay tận trước mắt. Cách làm đường xa lộ của Mỹ.